Ngày 16 tháng 12, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào tổ chức chương trình trao hỗ trợ cặp lá yêu thương cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào, Công ty Vận tải Đường sắt Hai Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Chương trình cặp lá yêu thương do Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát động nhằm nối rộng vòng tay nhân ái của các tổ chức cá nhân đối với con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong ngành đường sắt, động viên chia sẻ, giúp các cháu thêm điều kiện, động lực để đến trường, thực hiện ước mơ học tập. Sau khi triển khai đã có nhiều đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài ngành nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tài trợ cho chương trình. Trao tặng hỗ trợ cặp lá yêu thương lần này, 7 học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 4 học sinh là con công nhân đang công tác tại Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào, 2 học sinh là con công nhân đang công tác tại Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn và 1 học sinh là con em công nhân đang công tác tại Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ đến khi học hết lớp 12, giúp các cháu thêm động lực vươn lên trong học tập.